nào có chân nhỏ. Ôm sát, đi thật sát đi, hơi cao hơn với nhịn một chút. Cái nó thưa thưa thôi, nó không cần mau thôi, nhưng nó phải đều nhau. Đi tầm 3 4 cái nó đều nhau. Nhớ là cái này nó chạm hết rồi. Bây giờ muốn nở đúng không? Thì tay mình vẫn để như vậy, nhưng mình thấy hơi ngửa ra, hơi ngửa bắp này. Kéo lên, kéo xuống ấy. Đưa lên, kéo xuống này. Bây giờ không phải là đưa ngay đâu, đưa lại cao lên. Xuống dưới thì bắt đầu mình đi sau này này, mình ngửa nữa này, nhưng mà chạm tất nha, nhớ là chạm hết này. Có mạnh này, có mạnh mình căng để cho cánh nó căng tròn lên này. Cái này mình sẽ không đều nhau nữa, cánh ở dưới mình sẽ đi tiếp nối ở đó đó, đúng rồi.